khoai lang là loại củ quen thuộc với mọi người, thế nhưng rau khoai lang thì không phải ai cũng biết, cũng như công dụng của nó. Đây là loại rau cực giàu dinh dưỡng và có nhiều tác dụng với sức khỏe. Rau khoai lang còn có tên gọi khác như cam thử, phiên chử hay thân thuộc nhất là rau lang. Trong y học cổ truyền, rau khoai lang đã được coi là một vị thuốc có tính bình, khổng độc, vị ngọt, ích khí hư, chữa tỳ hư, bồi bổ sức khỏe, thanh can, lợi mật, dinh dưỡng có trong khoai lang. Rau lang là loại rau dễ trồng, sớm được thu hoạch, chỉ cần cắm rễ xuống đất là có thể lên cây. Loại rau này trồng rất phổ biến tại Việt Nam. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng dinh dưỡng trong rau khoai lang còn tốt hơn trong củ khoai lang rất nhiều. Ví dụ vitamin B6 trong lá khoai lang cao gấp 3 lần trong củ khoai lang, vitamin C cao gấp 5 lần, riboflavin cao gấp 10 lần. Rau lang nổi tiếng với công dụng tốt cho nhuận tràng và rất dễ ăn, vị ngọt nhẹ. Thế nhưng bạn đã thực sự hiểu rõ về loại rau này. Vậy hãy dành chút thời gian để cùng kênh Cây Thuốc Quanh Nhà tìm hiểu rõ hơn về rau lang là gì, giá trị dinh dưỡng, tác dụng và một số lưu ý khi sử dụng loại rau này nhé. Rau lang gồm các phần lá và phần ngọn non thường được người ta hái để sử dụng. Tùy theo giống cây khoai lang mà màu rau lang cũng có đặc điểm và màu sắc thân khác nhau. Trong đó phổ biến nhất là rau lang thân màu xanh và màu nâu đỏ. Rau lang cũng giống như các loại rau khác đều có thể luộc, xào, trộn gỏi với vị ngọt nhẹ và mềm rất dễ ăn. Cụ thể, các nhà khoa học đã cho thấy vitamin C, vitamin B6 chứa nhiều ở mô trên mặt lá non và chồi, nhiều hơn so với bộ phận thân cây, cuống lá và củ khoai lang. Ngoài ra, hàm lượng riboflavin và vitamin B6 ở lá già rau lang nhiều hơn so với củ và lá non. Ngoài ra, theo đông y còn cho thấy rau lang không tính độc, từ thận âm, có tác dụng bồi bổ sức khỏe, lợi mật, tăng cường thể lực, chữa bệnh vàng da, chứng di tinh ở nam giới, kinh nguyệt không đều ở nữ giới. Thành phần dinh dưỡng có trong rau lang: cứ trung bình 100g rau lang thì gồm có các chất dinh dưỡng như sau: năng lượng 22 kcal, nước 91,8g, protein 2,6g, tinh bột 2,8g, vitamin C 11mg, vitamin BB 900mg, nhiều chất khoáng như 48mg canxi, 2,7mg sắt, 54mg phốt pho. Tác dụng của rau lang: rau lang là một trong những loại rau quen thuộc trong bữa ăn của người Việt và đã được sử dụng trong suốt khoảng thời gian dài, vì người ta nhận thấy rau lang có nhiều tác dụng tốt đến sức khỏe. Thứ nhất, giúp thanh nhiệt giải độc. Chất diệp lục chứa nhiều trong rau lang có khả năng làm sạch máu nhằm loại bỏ các độc tố ra khỏi cơ thể, từ đó giúp cơ thể được làm mát và thanh nhiệt nhanh chóng hơn. Rau khoai lang có tác dụng hiệu quả trong việc thanh nhiệt, làm mát cơ thể, đặc biệt rau này rất giàu chất diệp lục, giúp làm sạch máu, loại bỏ chất độc tố ra khỏi cơ thể. Thứ hai, giúp phòng ngừa bệnh táo bón. Do chứa nhiều chất xơ và có vị ngọt, mát nên rau lang giúp cho hệ tiêu hóa được hoạt động tốt hơn. Đặc biệt, chất nhựa tẩy có trong lá rau lang chứa khoảng 1,95-1,97%, giúp ngăn ngừa táo bón hiệu quả, cũng như tốt cho nhuận tràng. Không chỉ có củ khoai lang mới có công dụng chữa táo bón, mà rau khoai lang cũng có thể giúp chữa táo bón hiệu quả. Phần lá khoai lang có chứa nhiều chất xơ nên giúp nhuận tràng. Ngoài ra, chất nhựa từ lá khoai lang cũng có tác dụng nhuận tràng, ngăn ngừa chứng táo bón. Thứ ba, giúp phòng ngừa bệnh béo phì. Rau lang còn có tác dụng hiệu quả trong việc phòng ngừa bệnh béo phì do chứa hàm lượng tinh bột đáng kể cùng với chất xơ, giúp cho hệ tiêu hóa vừa hoạt động tốt mà lại tạo cảm giác no lâu, làm cho người dùng quên đi cảm giác thèm ăn, gây béo phì tăng cân. Bạn có thể ăn khoai lang và rau lang luộc cùng một lúc hoặc nấu thành cơm, cháo, bánh để có công dụng giảm cân hiệu quả và thay đổi hương vị thực đơn không bị ngán. Rau khoai lang có nhiều chất xơ nên khi ăn sẽ tạo cảm giác no lâu. Những người trong thời gian ăn kiêng, giảm cân có thể ăn rau khoai lang luộc cùng với cơm, cháo sẽ có tác dụng giảm cân hiệu quả. Thứ tư, tốt cho người bệnh tiểu đường. Ai ngờ rau khoai lang cũng chứa nhiều bệnh thế này, nhất là bệnh tiểu đường. Lá rau khoai lang có đặc tính giảm đường huyết vì ở phần đọt rau chứa một chất gần giống insulin. Do đó, những người bị bệnh tiểu đường có thể dùng đọt rau khoai lang non để ăn. Phần đọt rau khoai lang có chứa một hợp chất, chất này không chứa ở lá già mà hoạt tính của nó lại gần giống insulin. Nên việc ăn rau khoai lang cũng có lợi cho người bị bệnh tiểu đường vì có thể kiểm soát được lượng insulin trong cơ thể. Thứ năm, hỗ trợ xương khớp hoạt động tốt.
đối với người phụ nữ sau mãn kinh, do hàm lượng canxi trong xương mất cân bằng nên có thể gây ra các nguy cơ bị loãng xương. Việc bổ sung vitamin K có từ rau khoai lang sẽ giúp bạn cân bằng lại lượng canxi trong xương. Ngoài ra, khi kết hợp với vitamin D, vitamin K thì nó có thể giúp cho người bị loãng xương sẽ mau hồi phục. Beta-cryptosatin là hợp chất chứa trong rau lang. Chất này có tác dụng trong việc phòng các bệnh viêm nhiễm mãn tính như viêm khớp, thấp khớp, cải thiện sức khỏe cho xương khớp và tăng cường hệ miễn dịch cơ thể. Thứ 6, phòng chống bệnh tim mạch đột quỵ. Các nhà khoa học đã phát hiện ra chất lutein và zeaxanthin có trong rau lang rất có ích. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc phòng chống bệnh tim mạch vành và đột quỵ. Bằng chứng từ việc thực nghiệm cho thấy, lutein từ dinh dưỡng trong rau lang đã làm giảm lượng cholesterol xấu trong thành động mạch một cách rõ rệt. Thứ 7, giúp đông máu và giảm đau bụng trong kỳ kinh. Ngoài những tác dụng trên của vitamin K, nó còn có khả năng hỗ trợ đông máu, từ đó giúp cơ thể hồi phục vết thương nhanh cũng như là giảm đau bụng kinh và hội chứng tiền kinh nguyệt. Ngoài ra, trẻ sơ sinh cũng có thể bị xuất huyết nếu như cơ thể thiếu vitamin K. Bạn hoàn toàn có thể bổ sung vitamin K thông qua việc ăn rau khoai lang thường xuyên. Thứ 8, ngăn ngừa suy giảm nhận thức. Một nghiên cứu được thực hiện bởi trường đại học Montreal được đăng tải trên NCBI. Sự tổng hợp của spikenolipid, thành phần quan trọng trong màng tế bào não, sẽ có sự tham gia của vitamin K và việc rối loạn chuyển hóa scapenolipid cũng sẽ có khả năng gây ra bệnh Alzheimer hay là thoái hóa thần kinh và nhận thức. Thế nên bạn có thể bổ sung vitamin K từ rau khoai lang để ngăn ngừa tình trạng suy giảm nhận thức này. Những lưu ý khi sử dụng rau khoai lang. Rau khoai lang mang lại nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe như chống đột quỵ, tiểu đường, chữa viêm khớp, phòng ngừa táo bón. Thế nhưng loại rau này tưởng rất lành, cũng có những đại kỵ cần biết khi ăn để tránh gây hại cho cơ thể. Tránh ăn quá nhiều, việc ăn rau lang quá thường xuyên sẽ làm cho cơ thể bị dư canxi, hình thành nên sỏi thận, không tốt cho sức khỏe. Không ăn khi đói, tuyệt đối không nên ăn rau lang khi đang đói, vì thành phần có trong rau lang sẽ khiến cho đường huyết cơ thể bị giảm xuống thấp, gây nguy hiểm. Nên kết hợp với thực phẩm khác, đa dạng thực đơn, để cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng nhiều hơn, bạn nên kết hợp việc dùng rau lang với một số thực phẩm khác như thịt hoặc các loại rau khác để cân bằng thành phần dưỡng chất. Nên ăn rau lang chín để tốt cho nhuận tràng. Nếu muốn có lợi cho nhuận tràng, hệ tiêu hóa tốt thì bạn nên ăn rau lang khi luộc chín, tránh ăn sống vì dễ gây táo bón. Khi luộc rau khoai lang để ăn và chữa bệnh, nếu muốn dùng nước thì nên lấy nước thứ hai vì nước thứ nhất có vị chát và hăng. Và trên đây là tất cả những tác dụng của rau khoai lang và cũng như cách lưu ý sử dụng rau khoai lang sao cho tốt nhất. Nếu như quý vị có góp ý gì, xin để lại ở dưới phần bình luận. Và quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh và chia sẻ video này nếu như thấy hay để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của kênh Cây Thuốc Quanh Nhà.